Tổng thống Joe Biden đã chính thức thông báo về việc dừng nỗ lực tranh cử trên mạng xã hội X Twitter theo đài CNBC ngày 21 tháng 7 giờ Mỹ. Được phục vụ với cương vị tổng thống là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Mặc dù tôi có ý định tái tranh cử, nhưng tôi tin rằng việc tôi dừng tranh cử sẽ mang lại lợi ích cao nhất cho Đảng dân chủ và đất nước. Tôi sẽ chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ tổng thống của mình trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, ông Biden viết, đồng thời cho biết sẽ trình bày với cả nước về quyết định của mình trong khoảng thời gian tới. Ông Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng khi chỉ còn 4 tháng nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng của ông Biden được đưa ra trước sức ép ngày càng tăng từ các đồng minh Đảng Dân chủ sau màn thể hiện của đương kim Tổng thống Mỹ trong cuộc tranh luận bầu cử ngày 27 tháng 6 với ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông Biden sẽ tiếp tục đảm nhận phần còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ hiện tại, dự kiến kết thúc vào trưa ngày 20 tháng 1 năm 2025 giờ miền Đông. Gần 30 phút sau thông báo bỏ cuộc, Tổng thống 81 tuổi tuyên bố ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris thay thế trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Hôm nay, tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ và tán thành hoàn toàn để Kamala trở thành ứng cử viên của đảng chúng ta năm nay. Các đảng viên Đảng Dân chủ đã đến lúc đoàn kết lại và đánh bại Trump, ông Biden nhấn mạnh. Bà Harris ca ngợi hành động không vụ lợi và yêu nước của Tổng thống Biden đồng thời tự tin giành được đề cử của Đảng Dân chủ. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đoàn kết Đảng Dân chủ và đoàn kết đất nước chúng ta để đánh bại Donald Trump và chương trình nghị sự dự án 2025 của ông ấy, bà Harris cho hay. Quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng 2024 được ông Biden đưa ra khi đang cách ly tại nhà ở bang Delaware vì mắc COVID-19. Ông Biden sẽ phát biểu trước toàn quốc vào cuối tuần này để thông tin chi tiết về quyết định của mình. Theo các nguồn tin của AP, nhân viên chiến dịch tranh cử Nhân sự Nhà Trắng chỉ được thông báo vài phút trước khi bức thư rút khỏi cuộc đua Nhà Trắng 2024 của Tổng thống Biden được gửi đi. Ông Biden đã suy nghĩ về tương lai của mình trong vài ngày qua và quyết định này được giữ kín. Thông báo rút lui của ông Joe Biden là cú sốc mới nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, diễn ra chỉ vài ngày sau vụ ám sát hụt ông Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Đây được xem là một diễn biến cực kỳ bất ngờ vào những tháng gần kề cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, không giống với bất kỳ cuộc đua nào trong lịch sử nước Mỹ. Ứng cử viên tổng thống của một chính đảng ở Mỹ chưa bao giờ rời đường đua khi sát ngày bầu cử. Sau khi ông Joe Biden rút lui, các đảng viên Đảng Dân chủ phải khẩn trương thuyết phục cử tri trong một khoảng thời gian cực ngắn rằng ứng cử viên của đảng này có thể đảm đương công việc và đánh bại đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump. Về phần mình, ông Trump phải chuyển trọng tâm sang đối thủ mới sau nhiều năm dồn sự chú ý vào ông Biden. Áp lưu ý, bà Kamala Harris, 59 tuổi, dường như là người kế nhiệm đương nhiên chủ yếu bởi bà là ứng cử viên duy nhất có thể trực tiếp sử dụng nguồn lực từ chiến dịch của ông Biden. Theo các quy định tài chính tranh cử của liên bang, việc được ông Biden ủng hộ dọn đường cho bà Harris nhưng không có nghĩa là sẽ đảm bảo một quá trình chuyển đổi suôn sẻ. Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ dự kiến tổ chức từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 8 tại Chicago. Hiện vẫn phải chờ xem có ứng cử viên khác cạnh tranh với bà Harris để giành đề cử hay không. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ James Harrison khẳng định Đảng sẽ thực hiện một quy trình minh bạch và có trật tự để chọn ra một ứng cử viên có thể đánh bại Donald Trump vào tháng 11. Một nguồn tin cho biết tổng thống Joe Biden đang nghĩ đến việc từ bỏ cuộc đua tái tranh cử, trong khi đó ông Donald Trump chuẩn bị có bài phát biểu chấp nhận đề cử của Đảng Cộng hòa. Vận may của hai ứng cử viên dường như đang đi theo quỹ đạo trái ngược nhau. Tổng thống Biden, 81 tuổi, đang cách ly tại nhà ở Delaware sau khi mắc COVID-19. Bác sĩ cho biết ông mắc một số triệu chứng nhẹ. Trong khi đó, sự phản đối trong đảng Dân Chủ đối với việc ông tiếp tục tranh cử ngày càng gia tăng. Cùng thời điểm này, ông Trump đám mình trong sự tôn vinh tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa ở Milwaukee -Khi, khi sống sót sau vụ ám sát ở Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7. Phát biểu dự kiến diễn ra vào tối ngày 19 tháng 7 sẽ là cơ hội để ông Trump nêu lên tầm nhìn của ông về nhiệm kỳ thứ hai trong Nhà Trắng trước khán giả truyền hình quốc gia vào khung giờ vàng. Còn Tổng thống Biden phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các nhân vật quan trọng trong đảng về việc phải nhường lại vị trí sau màn tranh luận gây thất vọng với ông Trump vào ngày 27 tháng 6. Một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là một trong số những người đã nói với ông Biden rằng ông không thể giành chiến thắng vào tháng 11 cựu tổng thống barack obama nói với những người khác rằng ông biden nên suy nghĩ lại về việc ứng cử của mình báo washington post dẫn nguồn tin cho biết các nguồn tin quen thuộc cho biết sau nhiều tuần kiên quyết tiếp tục tranh cử ông biden đang nghiêm túc cân nhắc những lời kêu gọi từ chức và nhiều quan chức đảng dân chủ cho rằng việc ông rút lui chỉ là vấn đề thời gian theo bài viết của nhiều hãng tin, hai lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện và Thượng viện là Hakim Jeffries và Chuck Schumer đã trực tiếp nói với ông Biden rằng ông sẽ không chỉ mất Nhà Trắng mà còn gây nguy hiểm cho nỗ lực giành lại Hạ viện của họ. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bốn trong số bảy bang cạnh tranh nhất ngày càng nằm ngoài tâm với của ông Biden. Trong khi đó, nhóm tranh cử của ông Trump tin rằng họ sẽ có khả năng chiến thắng ở cả những bang thường ủng hộ đảng Dân Chủ như là Minnesota, New Hampshire và Virginia. Một cố vấn cấp cao của nhóm ông Trump nói với các phóng viên, chúng tôi đang mở rộng bản đồ. Theo Nhà Trắng, ông Biden mắc COVID-19 trong chuyến đi tới Las Vegas vào ngày 17 tháng 7 và mắc các triệu chứng nhẹ. Chủ tịch Unidos US, một tổ chức dân quyền cho người Latin cho biết ông Biden sẽ không thể phát biểu tại một sự kiện đã lên lịch trước đó do mắc COVID-19. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karen Zinperer cho hay ông Biden đã tiêm phòng vaccine. Các triệu chứng của Tổng thống bao gồm sổ mũi, ho và tình trạng khó chịu nói chung. Ông đã được kê đơn và uống thuốc kháng virus Paxlovid. Các chỉ số như nhiệt độ, nhịp thở và độ bão hòa oxy trong mạch của ông ở mức bình thường. Vài phút sau thông báo từ Nhà Trắng, ông Biden đã quay về Delaware để tự cách ly. Ông Biden giơ ngón tay cái ra hiệu với các phóng viên và nói rằng ông cảm thấy ổn trước khi lên chuyên cơ Air Force Ông Biden, 81 tuổi, gần đây đang phải đối mặt với áp lực từ trong và ngoài đảng Dân Chủ liên quan tới màn thể hiện chưa thuyết phục trong cuộc tranh luận với đối thủ Donald Trump. Dù phải đối mặt với một số lời kêu gọi từ bỏ cuộc đua vào nhà trắng do lo ngại về tuổi tác và sức khỏe, ông Biden tuyên bố sẽ tranh cử đến cùng và tự tin là ông có đủ khả năng để lãnh đạo nước Mỹ thêm 4 năm nữa. Ông Biden tái khẳng định quyết định tiếp tục tranh cử trong cuộc phỏng vấn vào ngày 16 tháng 7 với BET News, nhưng thừa nhận rằng các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng có thể khiến ông phải xem xét lại quyết định tranh cử. Theo Reuters, chiến dịch tái tranh cử của ông Biden đã phải nhanh chóng thay đổi chiến lược sau vụ đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump bị ám sát hụt khi tiếp xúc người ủng hộ ở Pennsylvania hôm 13 tháng 7. Vài giờ đồng hồ sau vụ việc trên xảy ra, chiến dịch của ông Biden tạm ngừng việc công kích ông Trump để tập trung vào thông điệp kêu gọi đoàn kết. Cụ thể, phía ông Biden tắt các quảng cáo và dừng các hoạt động truyền thông chính trị có nội dung nêu bật việc ông Trump bị kết án trọng tội vào tháng 5 tại tòa án bang New York liên quan đến vụ trả tiền bịt miệng cựu sau khiêu dâm hồi năm 2016. Ông Biden nói trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 14 tháng 7, chúng ta phải đoàn kết với tư cách một quốc gia. Ông Biden lên án bạo lực chính trị, đồng thời yêu cầu người Mỹ hãy để FBI làm công việc của họ. Thay vì công kích ông Trump, Nhà Trắng và chiến dịch tranh cử của ông Biden dự kiến sẽ nhấn mạnh lại việc Tổng thống đương nhiệm từng nhiều lần chỉ trích hành vi bạo lực trong chính trị theo các nguồn tin giấu tên. Trước đó, một số đảng viên Cộng hòa đã cáo buộc ông Biden kích động vụ ám sát hụt ông Trump nhưng không đưa ra bất cứ bằng chứng nào. Nghi phạm 20 tuổi đã đăng ký là một đảng viên Cộng hòa và đã bị bán chết. Hiện chưa rõ động cơ của người này. Theo các nguồn tin, trước khi vụ ám sát xảy ra, các cố vấn của ông Biden hy vọng có thể ngăn chặn những lời kêu gọi Tổng thống từ bỏ chiến dịch tranh cử vì màn trình diễn chưa thuyết phục trong cuộc tranh luận với ông Trump hồi cuối tháng trước. Chủ trương của chiến dịch ông Biden là muốn chỉ ra những mối đe dọa mà ông Trump có thể tạo ra cho nước Mỹ thông qua những quảng cáo và phát ngôn công kích đối thủ trên nhiều nền tảng. Tuy nhiên, vụ ám sát đã làm thay đổi mọi thứ. Một quan chức của chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết, chúng tôi đang phân tích tình hình, việc công kích chống lại ông Trump vào lúc này sẽ khó khăn hơn nhiều. Tổng thống Biden đang cố gắng làm mọi thứ hạ nhiệt, ông nhấn mạnh. Mặt khác, chiến dịch của ông Biden kỳ vọng vụ việc liên quan tới ông Trump có thể làm chuyển hướng sự quan tâm của các bên và giảm áp lực đặt lên Tổng thống đương nhiệm. Trước đó, một số người bày tỏ lo ngại về sức khỏe tinh thần và khả năng phục vụ trong 4 năm nữa của ông Biden. Tuy nhiên, một số nguồn tin nhận định sự kỳ vọng trên dường như là quá lạc quan. Làn sóng áp lực dồn lên ông Biden có thể đã dịu đi, nhưng có thể sẽ dâng cao trở lại nếu Tổng thống Mỹ không thể hiện được mình như kỳ vọng một lần nữa. Ngoài ra, vụ ám sát hụt xảy ra ở bang chiến địa Pennsylvania, nơi ông Biden thắng ông Trump xích sau vào năm 2020. Vì vậy, các chuyên gia nhận định vụ việc này sẽ có thể tác động mạnh, khiến cử tri đang dao động có thể tăng thiện cảm với ông Trump. Nhà thăm dò dư luận của Đảng Cộng hòa Frank Lund nhận định điều này không đảm bảo rằng ông Trump sẽ thắng được tại Pennsylvania, nhưng đồng thời cho rằng thách thức cho ông Biden sẽ lớn hơn. Ngày 14 tháng 7, người phát ngôn điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói rằng tổng thống Nga Vladimir Putin không có ý định gọi điện cho cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sau vụ ông Trump bị ám sát hụt, nhưng lưu ý rằng Moscow lên án mạnh mẽ mọi hình thức bạo lực chính trị theo Đài RT. Ông Peskov đưa ra bình luận trên một ngày sau khi ông Trump bị bắn sượt qua tay phải khi tham gia một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Butler, bang Pennsylvania của Mỹ. Nghi phạm sau đó đã bị đặc vụ Mỹ bắn hạ. Theo ông Peskov, Điện Kremlin không tin rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đứng sau vụ ông Trump bị ám sát hụt. Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý rằng bầu không khí do chính quyền ông Biden tạo ra trong cuộc đấu tranh chính trị với ông Trump đã dẫn đến những gì nước Mỹ phải đối mặt vào ngày 13 tháng 7. Người phát ngôn này cũng bày tỏ hy vọng rằng những người bị thương trong vụ việc sẽ sớm bình phục hoàn toàn ông peskov nói phong cách của chính quyền đương nhiệm tại mỹ là thích giải quyết mọi vấn đề từ vị thế của bên có quyền lực nhất là trong các vấn đề quốc tế chẳng ai nghĩ tới tìm kiếm sự thỏa hiệp người phát ngôn điện kremlin cũng cho rằng mạng sống của ông trump đang bị đe dọa ông peskov nói thêm sau nhiều nỗ lực nhằm loại ông trump khỏi chính trường bằng các công cụ pháp lý tòa án truy tố các nỗ lực làm mất uy tín chính trị tất cả những người quan sát đều thấy rõ rằng tính mạng của ông ấy đang gặp nguy hiểm Mỹ và cựu tổng thống Trump chưa lên tiếng về bình luận của phía Nga. Cũng trong ngày 15 tháng 7, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho hay, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ sự cảm thông với cựu tổng thống Trump. Theo thông cáo đăng trên trang web của Bộ ngoại giao Trung Quốc, Trung Quốc đang theo dõi vụ nổ sống tại cuộc vận động tranh cử của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, chủ tịch Tập Cận Bình đã bày tỏ sự cảm thông đối với cựu tổng thống. Cảnh sát trưởng hạt Butler bang Pennsylvania, Michael Slup cho biết, cảnh sát địa phương đã nhận được một số cuộc gọi về một đối tượng khả nghi ở gần địa điểm vận động tranh cử của ứng viên tổng thống Cộng hòa Donald Trump hôm 13 tháng 7. Tuy nhiên, trong các cuộc gọi ban đầu, người trình báo không nói đối tượng này có mang theo súng. Lực lượng cảnh sát đã ngay lập tức tìm kiếm đối tượng khả nghi. Trong quá trình truy tìm, các sĩ quan cảnh sát phát hiện ra tay súng đang ở trên mái nhà và một sĩ quan đã hỗ trợ một đồng nghiệp của mình leo lên bờ tường của ngôi nhà để tiếp cận đối tượng. Tay súng đã phát hiện ra và lập tức chĩa súng về phía sĩ quan cảnh sát. Viên sĩ quan này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy khỏi bờ tường để giữ mạng sống cho mình. Tay súng ngay sau đó đã nổ súng nhắm vào ông Trâm. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm đã nổ súng ít nhất 5 lần, trong đó một viên đạn xuyên qua vành trên tay phải của ông Trâm vụ tấn công cũng khiến một khán giả và hai người khác bị thương lính bán tiểu của mỹ đã trực sẵn trên một mái nhà sau đó đã bắn hạ krops trước đó họ không phát hiện ra tay súng hay điều gì bất thường khi được hỏi về phản ứng của viên sĩ quan địa phương khi chạm chán với tay súng ông slup cho biết nếu là tôi tôi cũng sẽ hành động tương tự mọi người nghĩ các sĩ quan là siêu nhân một tay bám bờ tường trong khi một tay rút súng và cũng cố gắng sống sót mặt khác ông slup cũng thừa nhận vụ việc cho thấy một thất bại an ninh ông cho biết tôi không muốn nói điều này hay điều kia khi tôi không biết hãy để cuộc điều tra diễn ra theo đúng tiến trình và tất cả chúng ta sẽ học được điều gì đó từ việc này không chỉ có một cơ quan chịu trách nhiệm trong trường hợp này sở mật vụ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cựu tổng thống trump nhưng họ không hành động một mình cơ quan mật vụ nhận được sự hỗ trợ từ các sở cảnh sát địa phương ông nói thêm khoảng một tuần trước sự kiện vận động tranh cử của ông trump đã có một cuộc họp trong đó cơ quan mật vụ cảnh sát tiểu bang cảnh sát địa phương đội phá bom và các bộ phận thực thi pháp luật khác thảo luận về vai trò và trách nhiệm của mình ngoài ra cũng có những cuộc họp khác để chuẩn bị an ninh nhưng đây là cuộc họp duy nhất mà ông sloop biết có sự tham gia của tất cả các bộ phận thực thi pháp luật ông nhấn mạnh nếu biết có bất cứ mối đe dọa từ một tay súng nào ông sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn ông trump xuất hiện trước công chúng theo báo New York Times, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI xác định nghi phạm bị lực lượng chức năng tiêu diệt tại hiện trường vụ mưu sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tên là Thomas Matthew Krups, 20 tuổi, đến từ quận Bizen Park, bang Pennsylvania. Lực lượng chức năng cho biết nghi phạm bị bắn hạ trên một nóc tòa nhà gần nơi mà ông Trump tổ chức sự kiện vận động tranh cử. Thi thể Krups được tìm thấy bên cạnh một khẩu súng trường tấn công bán tự động AR-15. Khi bị bắn hạ, nghi phạm không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Do đó, lực lượng chức năng đã phải xác định danh tính người này thông qua vân tay và đặc điểm sinh chắc học. Ngoài ra, phía FBI vẫn chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết nào. Đây vẫn là cuộc điều tra đang diễn ra, cơ quan này cho biết. Qua quá trình đối chiếu, New York Times khẳng định là Krups không có hồ sơ tiền án trong các hồ sơ tòa án công khai của bang Pennsylvania. Hồ sơ đăng ký cử tri của bang này cho thấy Cruz đã đăng ký làm cử tri chính thức của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, quan điểm chính trị của đối tượng này vẫn còn dao động vì Cruz từng ủng hộ 15 đô la Mỹ cho một ủy ban hành động chính trị cấp tiến thông qua nền tảng quyên góp ACT Blue của Đảng Dân Chủ. Thời điểm quyên góp vào đúng ngày 20 tháng 11 năm 2021, ngày nhậm chức của Tổng thống Joe Biden. Hồ sơ trường Trung học Bizen Park cho thấy, Cruz tốt nghiệp phổ thông năm 2022, cũng trong năm này, Cruz nhận giải thưởng ngôi sao trị giá 500 đô la Mỹ từ tổ chức sáng kiến toán và khoa học quốc gia. Một đoạn băng hình lễ tốt nghiệp của trường Bizen Park năm 2022 cho thấy Cruz xuất hiện trên sân khấu để nhận bằng trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Rạng sáng ngày 14 tháng 7, lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ tuyến đường dẫn đến nhà nghi phạm Cruz tại Bizen Park. Tờ Wall Street Journal và CNN cho biết vật liệu nổ được tìm thấy trong chiếc xe của kẻ xả súng Thomas Matthew Cruz. Được biết, chiếc xe này đỗ gần địa điểm tổ chức sự kiện vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Giới chức Mỹ đang làm rõ động cơ của vụ ám sát, đồng thời đề nghị người dân cung cấp mọi thông tin hữu ích. FBI đã triển khai các đặc vụ, nhóm thu thập bằng chứng và nhân sự từ khắp nước Mỹ tới Butler để hỗ trợ sở mật vụ trong cuộc điều tra. Hôm 13 tháng 7, ông Trump bị bắn trúng khi đang tham gia tranh cử tại hạt Butler, bang Pennsylvania. Thời điểm ông Trump đang phát biểu, có tiếng súng vang lên và cựu tổng thống khuỵu xuống. Rất may, ông chỉ bị thương nhẹ ở phần tai phải và đã được xuất viện sau khi điều trị y tế. Một khán giả thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng trong vụ tấn công. Tay súng được xác định là Thomas Matthew Cruz, 20 tuổi, đã bị sở mật vụ bắn chết ngay tại hiện trường. Ban quản lý chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump cho biết họ sẽ áp dụng các biện pháp an ninh bổ sung sau vụ việc. Ngoài ra, Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục như kế hoạch ở Milwaukee. Trong sự kiện này, ông Trump sẽ được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Ông Trump khẳng định sẽ tham dự và có bài diễn văn gửi người dân Mỹ tại đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa. Đồng thời, cựu tổng thống Mỹ kêu gọi toàn thể người dân nước này đoàn kết sau sự kiện ông bị ám sát hụt. Trong một diễn biến liên quan, báo Politico dẫn một nguồn tin cho biết chiến dịch tranh cử của ông Trump đang tăng cường an ninh vũ trang tại các địa điểm, đồng thời yêu cầu các nhân viên ở Washington và West Palm Beach tránh xa văn phòng trong ngày 14 tháng 7. Trong khi đó, ABC News đưa tin các kế hoạch đảm bảo an ninh cho đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee trong ngày 15 tháng 7 sẽ được xem xét lại sau vụ tấn công nhằm vào ông Trump.